Chào mừng các bạn đến với kênh Pet Stock, cửa hàng bán thức ăn, thú cưng và phụ kiện. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một loại thức ăn mới năm 2009 này, đó chính là Royal Canin Mini Adult Wet, có nghĩa là thức ăn ướp cho chó dòng mini từ 4 cho tới 10 kg ở giai đoạn trưởng thành, có nghĩa là trên 10 tháng tuổi. Đây là hình thức ở bên ngoài. Đây là cái thức ăn mini adult wet, là nó dạng giống như vậy. Ở đây chúng ta có thể thấy 12 x 85 gram, có nghĩa là trong cái hộp này gồm có 12 túi thức ăn, mỗi một túi là 85 gram và hình dạng nó như thế này. Ok, tiếp theo chúng ta sẽ coi mặt trên của hộp thức ăn. Sau đó chúng ta sẽ coi mặt bên. Mặt bên thì nó như thế này thôi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ coi khi chúng ta mua hộp thức ăn về thì chúng, hoặc là khi các bạn mua online, các bạn nhận được hộp thức ăn thì điều đầu tiên mình nghĩ là các bạn sẽ kiểm tra cái tên thức ăn có đúng hay không. Giả tỷ như con chó của bạn thuộc cái dòng mini từ 4 cho tới 10 kg lúc trưởng thành và nó trên 10 tháng tuổi thì nó phải là mini adult là đúng. Tiếp theo mấy bạn sẽ kiểm tra cái hạn sử dụng. Hiện nay là cái hạn sử dụng của nó là 25 tháng 3 năm 2021, hiện nay là năm 19, là hạn sử dụng nó còn 2 năm nữa. Đối với thức ăn Royal Canin của Pháp này thì cho dù nó qua hạn sử dụng khoảng 6 tháng cho tới 1 năm, chất lượng nó vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, chúng ta là khách hàng thì chúng ta được quyền yêu cầu thức ăn phải là mới, không hết hạn sử dụng. Giả tỷ như là cái hàng này nó không có hàng mới, chỉ còn hàng đã qua hạn sử dụng, thì các bạn phải mua được với giá rẻ, giảm 20%, và được chủ shop đảm bảo nếu như mà thức ăn hư sẽ được hoàn tiền hoặc là sẽ được gửi hộp thức ăn mới. Đó, thì chúng ta phải kiểm tra ngày tháng. Tiếp theo là một điều rất quan trọng nữa, là chúng ta phải kiểm tra coi cái hộp thức ăn này có phải là do công ty City Zoo phân phối hay không. Đây là trang web của cityzoo.vn ở Nguyễn Văn Hưởng, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là công ty của Pháp phân phối độc quyền thức ăn Royal Canin ở Việt Nam đó các bạn. Chẳng hạn như mấy bạn mua sản phẩm Royal Canin ở Việt Nam mà mấy bạn không thấy nó có nguồn từ City Zoo, có nghĩa là thức ăn giả hoặc là thức ăn nhập lậu, đa số là từ Trung Quốc, mà Trung Quốc thì cái nguồn nguyên liệu nó sẽ không tốt ở Pháp, cho nên chất lượng nó sẽ không bằng, giá nó thì rẻ hơn. Mặc dù cùng là công nghệ của Royal Canin nhưng mà ở Trung Quốc thì họ sẽ dùng nguyên liệu ở tại nước của họ cho tiết kiệm chi phí, do đó thì chất lượng sẽ đảm bảo không bao giờ bằng Pháp. Thứ hai là mình giải thích thêm là tại sao chúng ta phải cho ăn thêm thức ăn ướp bên cạnh thức ăn khô. Như chúng ta đã biết thì thức ăn ướp thì nó là ở dạng lỏng, cho nên cái mùi nó bay xa hơn, làm thơm ngon hơn, kích thích chó ăn nhiều hơn. Nhưng mà chúng ta không thể cho chó ăn thức ăn ướp không hàng ngày, tại vì nó không tốt cho răng, cho nên bắt buộc chúng ta phải trộn thêm thức ăn khô. Cách tốt nhất là chúng ta phải phối hợp thức ăn ướp và thức ăn khô hàng ngày, đó là khẩu phần tốt nhất, do đó người ta mới tạo ra thêm thức ăn ướp cho chó. Cái thứ hai là về cái cách sử dụng thức ăn, chẳng hạn như chó ở giai đoạn nào chúng ta nên sử dụng đúng giai đoạn đó. Ví dụ như chó chúng ta trên 10 tháng tuổi thì chúng ta nên cho ăn thức ăn mini adult, còn dưới 10 tháng tuổi chúng ta nên cho ăn thức ăn mini puppy. Tại vì mỗi một giai đoạn nó sẽ có nhu cầu năng lượng khác nhau mấy bạn. Chẳng hạn như lúc nhỏ thì chúng ta phải cho ăn mini puppy để cho nó xây dựng khung xương vững chắc. Rồi tới giai đoạn adult nó sẽ tạo ra các cơ để nó bám vào xương để cho sức khỏe của chó tốt hơn. Nếu như chó chúng ta ở giai đoạn từ 2 tới 10 tháng tuổi mà chúng ta không cho ăn puppy mà lại cho ăn adult, thì sau này khi mà chó lớn, chó sẽ rất dễ bị bệnh, hoặc là nó sẽ có rất là nhiều bệnh ảnh hưởng tới sức khỏe của nó rất nhiều.
Ok, đây là hình thức cảm quan bên ngoài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.